Hải Ninh rapper, đồng chờ tôi yêu. Khúc hát với tiếng yêu thương nơi đông chiều quê tôi, nói với một nơi quê hương tôi đẹp tuyệt vời. Nhìn kia đông xa anh mây trời bao quanh, tỏa nắng mai. Đàn anh thơ nở nụ cười tươi sáng, ngàn bông hoa đua nhau khoe sắc màu. Tôi, nơi tôi sinh ra, yêu dấu đẹp dấu và thân. Đông Triều là một thị xã trẻ nằm ở cửa ngõ phía tây của tỉnh Quảng Ninh, mang trong mình rất nhiều giá trị văn hóa và di sản. Và trong hành trình du lịch tâm linh đến với thị xã Đông Triều, có rất nhiều các điểm như chùa Quỳnh Lâm, đền An Sinh, Thái Năng. Và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một di tích lịch sử, đó chính là đền An Sinh. Đền An Sinh tọa lạc tại thôn Trại Lốc, xã An Sinh, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Theo sử sách, đền An Sinh xưa kia còn gọi là Điện An Sinh, được xây dựng vào thời Trần, thế kỷ thứ 14, năm 1381, là nơi thờ tự 8 vị hoàng đế nhà Trần và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Đền An Sinh là công trình có giá trị lịch sử văn hóa quan trọng, đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia ngay trong lần đầu xếp hạng của nhà nước vào năm 1962 và là 114 điểm di tích thuộc khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Khu di tích đền An Sinh bao gồm một ngôi đền và lăng mộ các vị vua Trần, thờ bát vị hoàng đế thời Trần. Đền có hướng chính nam, phía trước đền là một khoảng không, khi xưa được gọi là cánh đồng sinh. Xa xa là dãy An Phụ, được coi là bức án, quanh năm mây mù che chắn. Xung quanh là những dãy núi có dáng hình tứ linh, Long, Ly, Quy, Phụng, trầu vào đền An Sinh, tạo linh khí cho ngôi đền. Phía trước đền An Sinh có 8 cây vạn tuế, tượng trưng cho sự vĩnh hằng của 8 vị vua Trần được thờ tại đền. Xung quanh sân có 14 cây hoa đại, tượng trưng cho 14 đời vua Trần. Trong khuôn viên đền có 175 cây hoa sữa, tượng trưng cho 175 năm trị vì của vương triều Trần. Những cây đa, cây bồ đề trong khuôn viên đều do các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước về thăm và trồng cây lưu niệm tại đây. Nơi tôi đang đứng đây chính là cây đa do cố đại tướng Trần Đại Quang về thăm đền An Sinh và trồng cây lưu niệm tại đây. Đền An Sinh được xây dựng trên nền đền cũ có cấu trúc hình chữ công, bao gồm tiền đường, trung đường và hậu cung. Tiền đường là nơi đặt bàn thờ chung cho cả khu đền, thờ công đồng, hai bên thờ Sơn Thần và Thổ Địa.
Giam Trung Đường là nơi thờ An Sinh Vương Trần Liễu cùng Thiện Đạo Quốc Mẫu Phu Nhân. Và ở ngai thờ phía trước thấp hơn, đó chính là tượng thờ của Đức Thánh Trần. Gian thứ ba là gian hậu cung của đền An Sinh. Đây là nơi thờ của 8 vị hoàng đế nhà Trần, có lăng mộ được táng tại đất An Sinh Đông Triều và cũng không theo một quy tắc từ đời vua thứ nhất cho đến đời vua thứ 8. Hai bên đền An Sinh là dãy Tả Vu và Hữu Vu. Tả Vu là nơi thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà khách. Hữu Vu là nơi trưng bày các di sản văn hóa kiến trúc nhà Trần. Và bây giờ xin mời các bạn cùng di chuyển sang khu Hữu Vu để cùng tìm hiểu về các di sản kiến trúc nhà Trần. Tại khu trưng bày di sản văn hóa nhà Trần ở Đông Triều, trưng bày gần 90 di vật tiêu biểu đặc sắc cùng những hình ảnh đẹp, minh họa sinh động cho đời sống văn hóa thời Trần. Ngay cạnh lối vào nhà trưng bày, chúng ta được chiêm ngưỡng chậu gốm Men Hoa Lâu. Chậu gốm Men Hoa Lâu được tìm thấy tại Thái Miếu của nhà Trần. Trên thân chậu có in hình hoa sen, dây lá và 8 con rồng. Tham quan một vòng nhà trưng bày, chúng ta sẽ bắt gặp hình ảnh hộp vàng hình hoa sen thời Trần, thế kỷ thứ 14. Hộp vàng hình hoa sen được làm bằng vàng nguyên chất, được trưng bày tại đền An Sinh cho mọi người quan sát vào 3 ngày diễn ra lễ hội 20, 21, 22 tháng 8 âm lịch hàng năm. Và lần đầu tiên ở Việt Nam, nhà trưng bày giới thiệu tới mọi người bức tranh Trúc Lâm Đại Sĩ Xuất Sơn Chi Đồ do đạo sĩ Trần Giáng Như nhà Nguyên, Trung Quốc vẽ năm 1363. Đây là bức tranh quý hiếm mô tả chân dung Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Đức Vua Trần Anh Tông. Tại đền An Sinh, ngoài khu vực chính điện còn có một khu vực rất rộng, đó là nơi trưng bày các chân tảng kê cột hay còn gọi là cột đá. Những chiếc cột đá đã được tìm thấy và khai quật ở các nhà chùa thời Trần, Lê, Nguyễn. Đây cũng là di sản kiến trúc của các triều đại. Cột đá dùng để đặt những chiếc cột bằng gỗ. Trước kia khi xây dựng những ngôi chùa thì người ta thường dựng những chiếc cột gỗ để đỡ phần mái của ngôi chùa. Những chiếc cột gỗ này không đặt xuống đất mà đặt trên những chiếc cột đá. Những chiếc cột đá có từ rất lâu. Các nghệ nhân thời đó đã rất khéo léo, đẽo, gọt để tạo thành những chiếc cột đẹp và chắc chắn. Chính những chiếc cột đá này đã thể hiện sự hưng thịnh và vàng son của thời đại đó. Đến với đền An Sinh, ngoài việc được chiêm ngưỡng cảnh quan, tham quan các khu di tích, chúng ta còn được tham gia các hoạt động lễ hội tại đây.
nhằm phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc. Hàng năm, cứ vào ngày 20 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch, cũng chính là ngày giỗ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, lễ hội Đền An Sinh lại được tổ chức. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày. Trong lễ hội có phần lễ, gồm lễ tế của nhân dân các xã xung quanh khu vực đền, dâng hương tưởng niệm các vị vua Trần tại đền và các lăng mộ vua Trần. Phần hội gồm các mục diễn sướng, văn hóa văn nghệ, kèm theo đó là các trò chơi dân gian, thu hút đông đảo du khách thập phương về tham dự. Nhằm phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa và những chứng tích lịch sử hào hùng của dân tộc, trở thành nơi mọi người cùng tưởng nhớ công ơn các vị hoàng đế và hiền tài thời Trần, cầu mong những điều tốt lành, góp phần làm nên nét văn hóa đặc sắc, đa dạng, thể hiện ước nguyện của nhân dân mọi miền hướng về cội nguồn. Lễ hội vừa phản ánh ước mơ, vừa phản ánh tâm nguyện của những thế hệ sau. Lễ hội cũng là dịp để nhân dân ta ôn lại truyền thống lịch sử, những chiến công huy hoàng chống giặc ngoại xâm đầy khí phách của một triều đại phong kiến phát triển rực rỡ suốt 175 năm, đã để lại cho dân tộc những dấu ấn sâu sắc trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, văn hóa và đặc biệt là Phật học, mà đỉnh cao là sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm. Đến với di tích lịch sử Đền An Sinh, du khách sẽ có thêm cơ hội tìm hiểu về các đời vua Trần, cảm nhận được hào khí Đông A và truyền thống lịch sử hào hùng của ông cha ta thuở trước. Xã Tắc hai bên chùn ngựa đá, non sông ngàn thùa vững âu vàng. Vua tôi nhà Trần đã viết nên những trang sử vẻ vang cho đất nước, để lại cho con cháu những giá trị tinh thần vô giá, những công trình kiệt tác ngay trên quê hương mình. Đây là nguồn nội lực chứa đựng nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế du lịch của thị xã Đông Triều và của cả tỉnh Quảng Ninh. Chúng ta phải có nghĩa vụ tôn tạo, gìn giữ, bảo vệ những giá trị tinh thần và vật chất vô giá ấy cho hôm nay và mai sau, làm cho văn hóa thời Trần ở Đông Triều trở thành điểm sáng của cả nước.